Nó báo lên à. Có 22 người đang xem mà. Rồi, xin chào mấy anh chị cô chú ha. Có tiếng không? Nó làm ơn cuốn cái dây mít cuốn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ không rồi. Cuốn mất tiêu mất tiếng nữa. Rồi chào anh Kim Cương, anh Nghĩa Văn Võ. Rồi, chào mấy anh chị, xin chào mấy anh chị cô chú ha. Chào mấy anh chị cô chú vô sao luôn. Hôm nay là 7 tháng 3. Thì bên công ty Việt Á đó nó có tặng cho máy xây dựng Hoàng Liên một cái bó hoa tươi thắm ha. À, công ty Việt Á. Thì Duyên khẳng định luôn cái nếu mà nói về mà mỗi bó hoa này nó không phải là đáng bao nhiêu cả, nhưng mà nói về mà những người để được và công ty Việt Á nó tặng bó hoa này như là chắc không có, do là ở đây máy xây dựng Duyên làm cái thương hiệu VC rất là tốt đó. Nên là công ty nó tặng cho một cái vậy, nên là Duyên mới nghĩ ra ý tưởng phối hợp với việc khách chạy lẹ hơn là nói về những sản phẩm VAC. À, nên đã sell những cái mặt hàng của VAC. Đây là được sự kết hợp từ công ty VAC Việt Á. Bây giờ Nhân sẽ sell các mặt hàng cho mấy chị cô chú xem là hôm nay hàng mình sẽ có cái gì nhé. Đầu tiên là Nhân sẽ sell cho mấy chị, trước tiên là mấy chị thấy là cái hàng của mấy chị thấy là VAC lần này nó sẽ làm những cái thương hiệu là VAC, Kenyan, Firm và Hikoki. Hikoki, đây là những cái thương hiệu chính mà công ty Việt Á nó làm. Thì nó là hàng chính hãng. Vậy con? Cái này là gì đấy? Acuvia 18 cái. Ừ đúng rồi. Ừ. Thì mấy chị thấy là ở đây như có cái mặt hàng của Kenyan, đây là thương hiệu của Hàn Quốc. Đó, đây là con một cái mẫu thương hiệu của Hàn Quốc, tức là nổi tiếng là Kenyan. Nói về độ bền thì nó rất là bền. Nhưng mà do là thị trường Kenyan nó vào Việt Nam thì giá nó cũng khá là cao ha, nên là nó nói là nó là của Hàn Quốc, nó không có bèo nên là giá nó khá là cao, nên là thị trường nó hiện tại chưa có lớn. Nhưng mà thực sự mấy anh chị cô chú xài một cái mẫu này của Kenyan rất là bền, nhưng đảm bảo luôn. Và cái mẫu máy của nó tuy là 1 tấc 2, cầm nó rất là gọn, 850 W nha. Thì những cái mẫu máy này á thì hôm trước giờ máy xây dựng Nhiên chưa có review do là không có thời gian rảnh nè. Thì cái con máy này thì Nhiên bán là nó 1 tấc 25, nhưng bán nó giá là 830 ngàn. Và trong tất cả những cái hàng sale hôm nay Nhiên sẽ bao ship cho mấy anh chị cô chú, tại hôm nay Nhiên không có sale hàng lớn, theo những cái hàng mặt hàng nhỏ của hãng VAC Kenyan thôi. Rồi thì cái con máy này là giá của nó là 830 ngàn, nhưng mà được bao ship, được bảo hành 6 tháng chính hãng nha. Mấy chị cô chú cứ xài mẫu này, nhưng nói thật sự xài còn sướng hơn là nội địa. Nhưng nói thật, tại vì nhiên bán hàng nội địa mấy chị thấy không? Quá nhiều luôn. Nhưng mà những con máy như thế này bây giờ xài không có xui. Nên là mình xài những hàng mới giá rẻ là thấy ok đó. VAC hay là Đông Chen, DCA, những cái hãng máy bây giờ nó là giá rẻ nhưng mà chất lượng cao ha. Đế tông rồi đó. Rồi, trước tiên là những xe con này giá 830 ngàn, 850 W, cốt 1 tấc 2, cặp te bảo vệ đầy đủ ha, nó là máy đời mới bây giờ, bảo hành 6 tháng. Qua một cái ha. Bây giờ mình sẽ xem cho mấy anh chị cô chú những cái sản phẩm là những cái máy khoan. Máy khoan mà có bộ đồ nghề của hãng Senlay, thì cái này là ngoại đạo xíu nè. Tại vì lỡ nó nằm ở đây thì sao luôn cái con này, chứ hôm nay là chủ yếu là VAC ha. Đây là Tùng nó bỏ ra cái bộ này nên là sale luôn cái bộ này. Thì nếu mà mấy chị cô chú muốn có một cái sản phẩm
là về mà có đầy đủ phụ kiện đó mà xài gia đình để cho nó an toàn và nó bền, nó hay là công trình rồi đó, có đồ giỏ, đồ thùng, đồ đựng luôn, thì đây là cái bộ rất là hợp lý. Ở đây là cái bộ mấy chị cô chú thấy là một cái máy khoan đầu 13 ly, công suất là 550W và bê tông sắt, có đầy đủ chức năng luôn, có điều chỉnh tốc độ ở bên dưới này. Thì nó là một cây búa nè, tay nắm là khóa mở nè, một cái kìm, một cái dao cắt, một cái tua vít và ba cái mũi khoan gỗ, bốn cái mũi khoan sắt và hai cái, tức là nguyên bộ full. Giờ có những người ta bán hơn 1 triệu mấy vẫn có, nhưng mà 980.000 là cái mức giá này không ai giảm được cả. Nhưng cũng không giảm được mức giá này luôn, nhưng sẽ bao ship cho mấy chị trong chương trình này, tức là nó được giảm rất là nhiều rồi mấy chị. Mỗi bộ này đầy đủ phụ kiện, tốc độ chậm lẹ để test thử cho mấy anh chị thấy luôn, đầy đủ những chức năng của nó luôn, nhưng với mức giá 980.000 được bao ship là con này rất là đỉnh cao luôn á, tốc độ chậm, tốc độ lẹ, thấy chưa đó. Rồi đảo chiều chạy ngược chạy xuôi đầu 13 đi. Nói chung mấy anh chị xài khoan tường, khoan sắt, xài cái gì cũng được, trong gia đình hay công trình đều xài được, bảo hành 2 năm, bảo hành 2 năm của chính hãng đó ha, giấy bảo hành và có tem chống hàng giả. Thật sự với mức giá này thì bây giờ mà nói mấy Nhiên bán hàng nội địa nhiều, mà giờ Nhiên gặp mấy con này là Nhiên khuyên mấy con này trả lời mấy anh chị luôn nè, giá máy cắt VAC 2101, 2101 rồi, con đó là 840 quá, nó còn bây giờ còn 2101 là con nào đây, 840 quá đây, mấy chị hỏi tới đâu nhiều sale tới đó luôn quá. Đây con này nha, con này là xong rồi nhé, giá con đó là 980.000 được bao ship ha. Đây sao trên điện thoại nó chạy không nổi ta, đây chạy không nổi. Rồi có làm đó, mạng yếu quá, ở đó có yếu không vậy, sao kỳ vậy ta, chết rồi, bắt 3G đi tục ơi, yếu quá, cái gì hơi nhỏ kém mà. hả, âm thanh nó tăng lên chưa, tăng hết âm thanh chưa? Mấy chị đợi Nhiên xíu nha, Nhiên chị cái mạng 3G lên chưa? Ok đó. Ok ha. Rồi Nhiên tiếp tục. Hồi nãy anh chị nào hỏi cái máy mà 840W, cái con này là mẫu của Makita 9556, 840W, con này rất là mạnh. Đó được bảo hành 6 tháng. Nhưng giá hôm nay con này cực kỳ tốt, phải nói là tốt nhất từ xưa tới giờ luôn. Nhiên chỉ sale con này còn 550.000 thôi. 550 mà mấy anh chị được bao ship con này 550 thôi, chị mua con máy này 840W, tức là nó là mẫu của Makita và linh kiện cái ba gỡ con mạnh không, wifi con đăng ký chưa, mới vừa đăng ký xong rồi. Đăng ký rồi mà nữa không không nổi mà giờ nó cũng chạy chưa được rồi đúng không, mạng giờ chán quá, chút xíu làm việc với thằng này coi. Đó bây giờ cái con này mới nguyên thùng, giá chỉ là 550.000 thôi, được bao ship thì mấy anh chị cô chú thấy chưa, bảo hành 6 tháng, đầy đủ phụ kiện, tay nắm khóa mở, cái tặng cặp thang sơ cua, phiếu bảo hành chính hãng, khỏi sợ hàng nhái. Nên là mấy anh chị cô chú là mua hàng của Nhiên là cái nào chính hãng là ra chính hãng nha, khỏi phải lo luôn. Giá cái con này, giá của nó là 850.000 thôi, giá rất rẻ, 850.000, 840W, wow rẻ quá. Rồi ở đây Duy có một cái con máy quay của hãng VAC đó, cái con máy quay này nó giống y như con Matez và Makita, đầy đủ phụ kiện ha, đầy đủ phụ kiện. Với con máy như thế này công suất nó tới 550W, tức là rất là lớn, lớn hơn luôn cả đồng trang luôn, bảo hành 6 tháng, chạy thử luôn cho mấy anh chị xem.
giá con này đang đang cũng đang được sale rất tốt luôn, bạo ship luôn. Đấy. Chạy nghe quá êm nhưng mà rất là mạnh ha. Thì con này được bảo hành 6 tháng, giá 600 ngàn, bao ship luôn. 600 ngàn tức là mỗi tháng 100 ngàn đó, mình xài là thấy là thấy ok rồi đó. Nói chung là mấy thằng VAC là đây là hàng chính hãng. Nó bảo hành là chính hãng là 6 tháng, đúng không? Nhưng mà mấy anh chị thấy là đối với VAC như làm việc nó sẽ tốt. Mấy anh chị 6 tháng sợ sáng táo, bảo hành 6 tháng 10 ngày cho nó qua cái 6 tháng đúng không? Cho nó vui. Đó. Đầy đủ phụ kiện mấy anh chị có thang, có đầy đủ luôn. Đó. Sử dụng một con như thế này không cần thiết phải mua hàng cũ luôn. Rẻ nhưng mà bền ha. Hả? Rồi. Bây giờ nè, mạng chán quá đúng rồi. Rồi bây giờ Nhiên sẽ coi mấy anh chị nè, ủng hộ anh Nhiên và cảm ơn. Chuẩn máy cassette bàn. Ok, nếu mà anh chị thích con cassette bàn, Nhiên sẽ tính cho mấy anh chị con cassette bàn. Cassette bàn của hãng VAC cũng có luôn. Giá con máy cassette bàn á thì Nhiên không có bao ship được. Tức là bây giờ giá con cassette bàn á là nó 1.9 triệu, đúng không? Giá con cassette bàn của VAC là 1.9 triệu. Nhưng mấy anh chị mua Nhiên tính cho mấy anh chị 1.8 triệu. Do là con đó Nhiên cũng chưa review luôn. Đó, nên là giảm giá cho mấy anh chị 100 ngàn, đó là 1.8 triệu. Để mấy anh chị xài ha. Giá của con cassette bàn của VAC. Con đó là công suất của nó là 2.400W. Wow, công suất mạnh chưa. Giá có 2.400W, giá chỉ nó 1.8 triệu thôi. Và không bao ship con máy cassette bàn do nó quá nặng ha. Còn mấy anh chị muốn mà máy rẻ hơn, có con T-Max giá 1.4 triệu. Nhưng mà bây giờ Nhiên sẽ sell cho mấy anh chị giá 1.1 triệu, mới nguyên thùng, bảo hành chính hãng 6 tháng luôn. Đó, giá 1.1 triệu thôi, mình khỏi mua hàng cũ luôn. Giá của con T-Max 2.300W. Đó, thì mấy anh chị thấy con đó được là mình chơi con đó. Máy cắt sắt nặng quá không bao ship ha. Máy cắt mini ICZ hả? Ồ, mini ICZ hôm bữa Nhiên sell rồi mà ta. Nếu mấy anh chị có nhu cầu mua con máy cắt ICZ cũ không có anh ơi, có mới thôi nha. Bằng cắt gạch ra. Nếu mà máy mới của hãng ICZ Nhiên sẽ tính mấy anh chị 1.050.000. Nhưng bao ship cho mấy anh chị luôn đó. Đó, ok á, 1.050.000 giá nó là tốt. Bao ship cho mấy anh chị cô chú luôn máy cắt mini ICZ lưỡi 1.8 nha. Đó là nó chưa bao gồm cái lưỡi cắt hợp kim nha, lưỡi cắt hợp kim hình như là cũng sắp hết rồi sao á. Rồi cái bàn cắt gạch thì anh Văn Tiến hỏi cái bàn cắt gạch thì giá của cái bàn cắt gạch của giờ bàn cắt gạch ICZ đi giá 1.550.000 đi. Thì bàn cắt gạch nó cũng rất là nặng nhưng không bao ship được đâu. Nhưng sẽ tính mấy anh chị 1.3 triệu ha, bàn cắt gạch ICZ giá là đó một giá tốt nhất để mấy anh chị mua, giá 1.3 triệu cho cái bàn cắt gạch ICZ dài 8 tấc. Bàn cắt gạch nếu mà mấy anh chị xài con cái bàn cắt gạch của Bana Pro đó, thì nếu bàn cắt gạch Bana Pro là 2.2 triệu đó thì ok, 8 tháng 3 mà mình mừng 8 tháng 3 nhưng sale cho mấy anh chị giá còn 2 triệu. Nếu mà so về Ryobi và Bana Pro thì Nhiên đảm bảo mấy anh chị Ryobi nó không bằng Bana Pro, do là Ryobi nó nhẹ hơn và cái độ mỏng của nó thì chắc chắn nó nhẹ hơn thì nó phải mỏng hơn rồi. Và cái lưỡi cắt của Ryobi nó nhỏ hơn lưỡi của Bana Pro nên mình xài Bana Pro nó ngon hơn. Và ở trên Bana Pro nó có điểm một lớp nhung để mình xài bỏ viên gạch lên nó không bị trượt ha. Đó rất là hay. Con máy hàng VAC bao nhiêu vậy anh? Rồi máy hàng VAC để Nhiên coi cái đời bữa nay nó còn cái đời 1104 ha. Máy hàng VAC thì Nhiên sẽ cho mấy chị xem luôn máy hàng VAC đây. Đây là con mẫu máy hàng VAC. Tức là con này 1104. Thì cái giá của con này là Nhiên tính mấy anh chị thông thường 1.420.000 ha. Nhưng hôm nay á là Nhiên sẽ không còn cái chương trình khuyến mãi cái kính hàng nữa. Nên là bây giờ Nhiên sẽ tính cho mấy anh chị 1.350.000. Không có khuyến mãi kính hàng nha. Nhưng mà Nhiên bao ship con máy này với giá 1.350.000. Đó. VAC thì đợt này nếu mà nó hết hàng á thì phải qua tháng 4 nó mới về lại. Có thể là qua tháng 4 nếu mà
dịch corona nó không ngăn chặn được tốt thì có thể Việt Nam mình bị hụt hàng rất là lâu, do mình những cái sản phẩm thương hiệu bị lệ thuộc Trung Quốc đó. Đó. Rồi ở đây là Nhi sẽ có thêm một cái tia bi lông. Cái tia này thì được cái là nó có một cái remote điều khiển từ xa đó mấy anh chị. Cái bộ này nói chung là ngon. Cái bộ này 1,7 triệu mà nó tặng hai pin, một cái hai cái pin nè, tia xanh có hai pin như thế này, pin lớn luôn, và tia tia xanh nữa, có chân đầy đủ ha. Đó, hai cái pin như thế này nè, đó sạc rồi nó có cái remote điều khiển từ xa nè, nó bảo hành là 6 tháng ha. Mình lắp cái cục pin này vô mình điều khiển từ xa là nó mở lên tia xanh, nó rất là đẹp nè, tia này nét lắm á. Đó. Đó mấy anh chị thấy không, nó vừa là nút nhấn mà vừa điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Thì cái sản phẩm như thế này 1,7 triệu hôm nay như sẽ khuyến mãi cực kỳ tốt cho mấy anh chị để mấy anh chị mua con máy này, do là máy tia lúc này là nó cũng bị hụt hàng rất là nhiều ha. Nhưng con này như sẽ tính cho mấy anh chị cái chân là lớn ha, có chân kèm đi theo thì như tính 1,350 triệu nha, 1,350 triệu sở hữu con máy có remote điều khiển từ xa, hai pin trâu như thế này, pin lớn, thì đây là một thật sự mà nói là cái mức giá này cực kỳ tốt rồi. 1,350 triệu mà được bao ship, bình thường không bao giờ như sale mấy con này nhiều cả, nhưng mà hôm nay là như sẽ sale cho mấy chị. Cái sale ngày hôm nay mấy chị cô chú xem lại đó thì cũng sẽ xem mua tới ngày mai ha, nên như sẽ chốt hàng tới ngày mai, do là giờ này thì nhiều anh chị cô chú không có xem nhiều ha. Nên là như sẽ mấy con hả? Không có này, nói chung là nó còn bao nhiêu con thì như xem bao nhiêu con ha, hết rồi thì thôi. Đó, nó như vậy. Giá là 1,350 triệu được bảo hành chính hãng 6 tháng. Cũ của máy cắt ACZ bao nhiêu vậy? Máy cũ thì không có hàng anh. Bu lông VAC không có luôn anh ơi. Máy rửa xe để tông chỉnh áp thì hết hàng nha. Còn không chỉnh áp thôi. Rồi ở đây nhưng có một cái con khoan. Con máy khoan này cái đời này là bao nhiêu quá đây? 710. Rồi, cái khoan này là 710W. Cái khoan này như nói rồi, mấy anh chị cầm lên nó nặng dữ lắm. Mấy anh chị nhìn kỹ cái máy luôn. Máy rất đẹp và cầm rất là chắc tay. Thì con máy này hôm nay Nhi cũng sale với mức giá rất là tốt để mấy anh chị cô chú mua nè, 710W. Dòng tua là không tới 3.000 vòng một phút. Đó, điện 220 là chắc rồi ha. Bê tông sắt, đầu kẹp 13 ly, có đảo chiều, tốc độ bấm nhẹ chạy chậm, bấm mạnh chạy mạnh, có móc khóa đeo khi leo cao. Thì chúng ta vừa có thể là bắn xà gồ toàn cũng được, hay là khoan công trình gia đình được bảo hành 6 tháng với mức giá 570.000. Mấy anh chị thấy nó rẻ kinh hồn chưa? 570.000 mà con máy này được bảo hành 6 tháng. Thì chúng ta xài, nếu mà nói về thật sự mua về xài hay là mua về để dành cho thuê, mà nhiều anh chị cô chú mà giống như mình kinh doanh cái gì đó, mua về để dành cho thuê thôi cũng lấy lời đó. Còn mình mua ở trong nhà, mình mua những sản phẩm này lỡ có mất cũng không có tiếc, hay ở công trình đồ đó, hay là mình đầu tư quá nhiều thì có nhiều người người ta đầu tư quá nhiều mà một năm xài có mấy lần à, nên là nó không hợp lý. Có những con máy rẻ như thế này xài không phải là dở, nhưng mà đầu tư nó ít đó. Đôi khi mình có hàng mình mua hàng xịn á, hàng sớm qua mượn thì mình không cho mượn, người ta nói là mình khó tính, mình ích kỷ đúng không, mà cho nó mượn xài hư á thì đâu có giữ như mình đâu. Nên là mua những con này, lỡ mình là người tốt hàng sớm mượn mình cho mượn luôn đó, giá rẻ 710W, có 570.000 mình không mua đi kiếm con nào mua bây giờ. Bảo hành 6 tháng mấy anh chị cô chú thấy chưa, giá cực kỳ tốt, với mức giá như vậy là quá tốt luôn. Rồi thêm một con máy mài giảm giá siêu khủng nữa. Nói chung là hôm nay là chương trình này Nhiên máy xây dựng Hồng Nhiên và VAC kết hợp rất tốt, mà mấy anh chị không thể là đi chỗ khác mua cỏ đâu, mà ở máy xây dựng Hồng Nhiên chế độ bảo hành bảo trì thì mấy anh chị biết cực kỳ tốt ha. Đó thôi, đây là con máy mài cái thân nhỏ xíu à, cầm rất là gọn đó, cái máy tầm khoảng hơn gang tay xíu, mấy anh chị thấy chưa? Đó,
Máy này nó nhỏ gọn lắm. Con này á, giá của nó mà rẻ mà, nhưng nói thật sự cái con này rẻ hết hồn luôn. 530.000. Mức giá hôm nay là phải nói cực kỳ tốt mà bao ship. Mấy anh chị cô chú thấy chưa? Với mức giá này thì mua ở đâu mà ra? VAC bảo hành chính hãng 6 tháng, 720W. Cái thằng này nó làm linh kiện của nó hoàn toàn giống của Makita, y chang của Makita luôn, không khác gì cả. Cái thân chút xíu à. Đó, cầm vô mấy anh chị thấy cầm là hết tay, dài hơn gan tay mình thôi. Đó, một gan tay mấy anh chị thấy chưa? Hơn gan tay xíu là rất là gọn mà đầy đủ phụ kiện. Giờ mua hàng cũ xài xài sao? Mua cái này bảo hành 6 tháng mấy anh chị thấy chưa? Với mức giá này thì không thể nào mà nó tặng đầy đủ nha. Tặng than, phiếu bảo hành chính hãng, rồi tặng bảo vệ, khóa mở. Đó, có 530.000, nếu mà được bao ship nữa thì quá ơi là rẻ luôn rồi. Đó, bởi vậy các anh chị thấy chưa? Máy sử dụng nhiên luôn luôn kết hợp với những cái hãng làm những chương trình tốt nhất để mấy anh chị mua hàng. Giá được rẻ, được yên tâm, bảo hành chính hãng nữa. Rồi tiếp tục nữa là một con máy cắt, máy cưa gỗ. Đó, máy cưa gỗ của VAC nè. Con này thì do con này chất lượng quá cao rồi. Cái mức độ của con này mà chương trình mà được bao ship nữa thì khó mà giảm được hơn nhiều ha. Đó, cái con này là con cắt gạch. Con cắt gạch này á, giá của nó là mới nguyên full thùng là 750. 750 mà cái con này là công suất của nó đạt tới là 1400W. Con này phải nói là mức độ mạnh siêu kinh khủng. Nếu mà nói về máy cắt gạch do con này nè, mấy anh chị thấy không? Nó cắt được cái lưỡi lớn luôn, một tấc hai nó vô vừa luôn à. Lưỡi chà bá luôn, nhưng mình cắt lưỡi tấc mốt thôi. Đó, ở đây á, là nó có nghiêng độ được. Đó, anh chị cô chú thấy là nó nghiêng độ chỗ này để mình cắt cắt xéo nè. Đó, cắt xéo. Để cắt xéo. Quá mạnh luôn. Hai ngoài đó gì? Rất là mạnh. Anh chị thấy 750 bao ship nguyên thùng, có một cái bộ phụ kiện cho chúng ta cắt nước. Không cần phải mua đồ cũ ha, cắt nước được luôn. Nên là mình xài cái bộ này quá đã rồi. Đó. Con này có tặng cái lưỡi nữa. Wow. Có tặng cái lưỡi cắt gạch nữa, anh chị thấy chưa? Trời ơi đã luôn. Tặng cặp than, tặng vòi cắt nước. Với mức giá này thì không cần thiết phải đi kiếm hãng nào chỉ cho mệt, mấy anh chị thấy không? Mình cần máy cắt gạch, xài VAC luôn. Chương trình quá tốt, được bao ship nữa, tính ra máy nó không có mắc. Giờ máy cũ là thấy thua rồi. Nếu mà những ông lớn, những ông hãng này cũng làm những cái giá như thế này thì mấy máy cũ là coi như là đứng hình luôn. Nhiên cũng chuyên bán máy cũ, nhưng mà nhận thấy bây giờ là mấy ông hãng lớn này cũng làm gì mà máy cũ đứng hình chứ không phải chơi. Giá quá rẻ. Máy mài đều quát chính hãng đĩa 1 tấc giá bao nhiêu ông chủ? Máy mài đều quát chính hãng lưỡi 1 tấc thì bây giờ đưa con máy chơi luôn, lỡ rồi hỏi tới đâu chơi tới đó. Đó. Đây. Mấy anh chị thấy số điện thoại ha. Số điện thoại như ở đây, mấy anh chị có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại đây ha. Máy mài của hãng đều quát. Và cái con này á là giá nó cao nha. Giá của nó là bình thường lần trước Nhiên review 900.000 nữa, nhưng mà bây giờ Nhiên giảm giá luôn cho mấy anh chị mua 860.000 đi, bao ship luôn ha. 860.000. Con này thì bảo hành lên tới 3 năm. Không hiểu sao đều quá nó bảo hành kinh khủng vậy, nhưng mà nói chung là thương hiệu Mỹ. Lần này là chiến hạm của Mỹ cập cảng Việt Nam ha. Nên mình hợp tác với Mỹ luôn đi, chơi đồ Mỹ luôn. Bảo hành tới 3 năm. Đó. Nên là cái con này giá 860.000 được bao ship. Mấy anh chị thấy không? Nó tặng một cặp than mấy chục ngàn rồi. Tặng một cặp than thôi là mấy chục ngàn rồi. Đó, đầy đủ của nó, nguyên một bộ. Bảo hành chính hãng 3 năm. Giá những anh chị nào cần phân khúc cao, mua hàng cao thiệt xíu, xài nó lì, nó trâu. Còn những anh chị cô chú nào tao xài ít thôi, lỡ mà tao đi công trình tao quăng cho mỗi thằng một cái, lỡ mà nó có mất thì cũng đỡ ha. Đó thì mua những con VAC như thế này 530.000 rẻ không, quá rẻ luôn.
còn còn công suất lớn hơn 550, được bao ship nữa, thì mấy anh chị thấy là mức độ nói chung là đợt này VAC giảm giá kiểu này thì mấy anh khác mệt mỏi luôn, giá quá tốt, cực kỳ rẻ đó. Bàn cắt gạch nãy nhiên sale rồi anh Tiến ơi, nếu mà anh chị muốn đó, một cái bàn cắt gạch giá rẻ 6 tấc nhưng vẫn có những cái bàn nó tầm cỡ 700 ngàn vẫn có luôn, 6 tấc đó. Còn máy quăng pin The Watt 778 không? 778 là DCF 778. Ủa là con nào ta? DCF hay DCD không biết mà. Nhưng đôi khi anh chị hỏi ngang nhưng không nhớ nha. Rồi, hồi nãy giờ đó là những con mà như xeo VAC, còn này mấy con chút xíu xeo test. Bây giờ Nhiên sẽ cho mấy anh chị xem một cái khoang pin của hãng Hitachi. Đây là khoang pin Trung Quốc ha, Hitachi Trung Quốc. Thì cái con khoang pin này á, hai pin một sạc, hai cục pin, hai cục pin như thế này, một cục sạc. Giá con này nhưng tính bao ship luôn cho mấy anh chị 500 ngàn thôi. Đó, một con Hitachi như thế này 12V á, hai pin một sạc. Đó, 18 cấp độ trượt, tốc độ chậm lẹ trên lưng ha, tốc độ chậm lẹ có đầy đủ. Với lại mấy anh chị thấy nè, khi mấy anh chị có nhiều trường hợp vậy nè, khi mấy anh chị chuyển số, chuyển nó không hết, chuyển nó chỉ lưng lửng như vậy nè, là cái đầu nó sẽ bị trượt ha. Khi đó mình khoan là cái đầu nó bị trượt đó, nặng quá là nó trượt á, nên là mấy anh chị phải chuyển cho nó vô hết ngàm ha. Đó, nó trượt nè, thấy không? Đó, đẩy lên cái nữa vô hết ngàm, khi đó nó mới được đó. Nên là cái chỗ này nhiều anh chị không có hiểu á, đó là cứ bị lỗi chỗ này hoài, nên là cứ gọi điện cho Duyên báo hoài ở sao nó không quay. Đó là ở chỗ này đó, bữa nay Duyên hướng dẫn luôn ha. Đó, khi mà mấy anh chị muốn tháo mũi khoan, muốn gài mũi khoan gì đó, chúng ta nên chuyển cho nó chạy tốc độ chậm ha, tốc độ chậm, khi đó chúng ta gắn mũi nó dễ hơn và nó cứng hơn nữa. Đó, khi chúng ta chạy tốc độ chậm gắn nó rất là cứng và mở nó rất là mạnh ha. Đó, 500 ngàn cho con máy quăng pin hai pin một sạc Hitachi, Hitachi Trung Quốc mấy anh chị nha, chứ không phải là Hitachi Nhật đâu. Đó, nên là nhiều người hay hỏi câu là chính hãng không Nhiên, mấy này là Trung Quốc. Rồi, ở đó là cái con đó hồi nãy là Nhiên nói là giá là 500 ngàn ha, 12V, 2 pin 1 sạc. Có bộ khoan mài cắt mini không Nhiên? Có bộ khoan mài, à cái bộ mài khuôn á, bộ mài khuôn là Nhiên xe cho mấy anh chị còn 650 đó. Bộ mài khuôn của ACZ mấy anh chị, chắc một đống luôn, hàng trăm món trong đó đó. Một cái máy mài khuôn có điều chỉnh tốc độ, rồi một cái dây nối dài ra để giống như là mình cầm cây viết mình điêu khắc vậy đó, nó nối từ máy ra luôn, nó dài ra vậy đó, một cái dây đó giống như là dây công lờ mét vậy đó. Đó là giá 650 của hãng ACZ đó. Thì mấy anh chị mua thì cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên nè, số điện thoại ha mấy anh chị ha. Đó, nhưng có 4 số lận thì mấy anh chị cứ gọi, nếu mà kẹt máy thì mình gọi số khác. Đây là cái khoang Makita, cái mẫu này thì Nhiên mới về ha. Cái mẫu này Nhiên mới về. Thật sự Nhiên nói là lần này á, do là đợt này đợt dịch cúm nè, nên là hàng Việt Nam mà những cái hàng mặt hàng rẻ đó sẽ lệ thuộc ở Trung Quốc, giống như những mặt hàng như thế này. Được vừa rồi Nhiên bán đều quá, hay bù lon Hitachi hết sạch, không còn cái gì cả. Nên lần này Nhiên chỉ về được một ít Makita như thế này, hai pin một sạc. Thì mấy chị thấy không, máy xây dựng Nhiên luôn luôn là người ta bị là coi như nếu dịch cúm đó, nó không nhập hàng về cái người ta nâng giá lên người ta bán do hàng nó khan hiếm. Nhưng ở Nhiên luôn luôn làm tất cả những chương trình tốt nhất để mấy anh chị tiếp cận mặt hàng nó dễ. Nên là đó là lý do mấy anh chị phải đăng ký cái kênh máy xây dựng Nhiên để theo dõi, để mà xem Nhiên review sản phẩm, để mình biết mình không có bị ai gạt. Thứ hai là giá Nhiên cũng cân đối rất là sát trên thị trường ha. Tất nhiên không bao giờ mình so được với những cái trang thương mại điện tử, những cái trang là Shopee, Lazada gì đó. Tại trên đó người ta bán không có cái phí gì cả, rồi người ta bán rồi cũng không biết bảo hành luôn như thế nào, rồi cũng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng luôn nữa. Người ta chỉ chụp cái hình quăng lên đó bán, ai mua cái chạy vô lấy cái đó đem đi giao rồi xong, nên người ta không có mất cái phí gì cả, nên nó giá nó sẽ khác ha. Còn ở Nhiên có cửa hàng, có thuế, có tất cả nhân viên xử lý những vấn đề, nên nó khác ha. Đó, con này các chị tin nổi không, giá bây giờ nó khan hiếm nhưng mà Nhiên vẫn tính 750, ba chức năng luôn đó. Hai pin, hai cục pin 24V như thế này cho mấy anh chị xem nó kỹ ha. Hai cục pin 24V về luôn,
tốc độ chậm lẹ trên lưng ha. Mấy con này á thì mình cũng không cần thiết phải xem thông số nó quá kỹ đâu ha, nhưng mà nó có chức năng trượt đó, 18 cấp độ trượt rất là mạnh chứ đâu phải là bèo đó. Chức năng quan sát, khoan tường, bắn dít, đầy đủ ba chức năng, giá 750 cũng được bao ship luôn đó. Anh lấy mài một tấc và khoan chức năng xài gia đình giá bao nhiêu vậy Nhiên? Mài một tấc VAC nãy Nhiên nói đó, có loại 550 và 530, còn khoan hai chức năng thì thôi anh xài gia đình anh xài đại cái con này đi. Hồi nãy Nhiên tính có nhiêu 570.000 hay gì con này nè, đúng không Tùng hả? Nãy con này đúng rồi, 570.000, giá rẻ quá trời luôn. 570 với lại 530, 1.1 triệu một cặp, mấy anh chị thấy chưa, được bao ship luôn, 1.1 triệu thôi à, giá quá rẻ luôn. Hai cây nhưng mà chất lượng đâu có kém đâu, bảo hành 6 tháng VAC mấy anh chị có xài rồi biết rồi, chất lượng ổn định vô cùng luôn. Có Eto lớn không? Eto 1.5 tấc anh, Eto 1.5 tấc giá của nó là 1 triệu ha, không có bao ship. Eto nặng lắm, Makita này bắn con được chứ anh, Makita bắn con ok à, bắn Sài Gòn ngon luôn á. Máy hàng mini rẻ giá bao nhiêu? Rẻ quá thì Nhiên có con mới về mỗi con 1.1 triệu ha, nhưng mới về mỗi con 1.1 triệu có luôn á đó. Nhưng mà hàng mạnh lắm nha, bảo hành 15 tháng đàng hoàng chứ không có bèo đâu đó. Cho nên là mấy chị cô chú thấy là con này 750, muốn làm gì làm, bắn ton cũng được, có móc khóa luôn nè, bắn ton luôn đó, xài nói chung rẻ. Mình xài nói chung mình ghét Trung Quốc thật, nhưng mà đôi khi nó ra những cái mặt hàng nó rẻ, mình xài chơi xài gia đình hay là quăng công trình mất không tiếc, đầu tư ít cũng ngon chứ bộ. Chứ mà nếu mà không có Trung Quốc mình mua hàng Mỹ hơi bị căng nè, lâu lâu đụng tới cây không có tiền là không xài đồ Mỹ nổi luôn á, mắc lắm đó. Nên là kệ Trung Quốc, nhưng mà nó xài phù hợp đáp ứng được là được rồi, tiền nào của đó thôi. Máy hàng 1104 với Rotec MK200, máy nào xài ngon hơn? Đôi khi mấy anh chị em thấy nè, 1104 nói về mức độ bền nhưng đảm bảo nói về lâu dài nó sẽ bền hơn Rotec đó. Nói về công nghệ mới và độ mạnh, VAC không so được với Rotec MK200 đó. Tại vì kia nó mắc, này nó rẻ mà mình không có so. Tại vì nếu mà hai thằng nó tầm ngang nhau thì mình so được. Sao con lúc nào chú lên chú lai nhỉnh mặt con lờ đờ giống như con muốn ngủ vậy Tùng? Ngủ không? Chú cho liều thuốc ngủ nha. Nữa hết chứ vậy thôi mà ngủ thì chứ. Đó. Chú đang sell hàng nhỉnh mặt con chú mất năng lượng luôn á. Con nhìn vậy cũng mất năng lượng. Đó. Đó, mấy anh chị thấy không? Mình so sánh VAC với lại Rotec thì nếu như VAC mình lấy con lớn mình so nó khác à, giá nó tầm xem với nhau 1.550.000 với lại 1.650.000 là chưa chắc, Rotec đã hơn. Rotec nó chỉ có một cái công nghệ mới là nó giống như là nó hàng thì nó chống sốc, rồi nó chống dính que, rồi nó sụp dòng, nó chống giật, rồi nó xài điện hiếu. Đó thì những cái chức năng đó VAC nó không có à, nhưng mà VAC được cái bền, bo mạch nó làm bo linh kiện nhật cực kỳ bền luôn. Đó là cái chỗ điểm khác biệt đó. Thì mấy chị nào muốn xài để sau này hư sửa cũng được, mình tiết kiệm mà, thì mình xài VAC. Còn muốn công nghệ mới xài Rotec. Con Rotec 250 cực kỳ kinh khủng á, nó sức mạnh ghê lắm. 1102 là nó hết hàng rồi nha. 1102 phải cuối tháng 4 mới có hàng lại á. Rồi, ở đây có một cái con máy, đây là của Kenyan. Thì mấy dòng này là dòng cao tiền rồi ha. Chạy nghe nó thắng nghe đã, Amaya nghe đã. Đó, cướp đã luôn á. Con này là, những cái dòng này là xài công nghiệp luôn, 14.4V. Con này là hàng Kenyan, là thương hiệu của Hàn Quốc thì mấy chị biết rồi. Cũng bảo hành 6 tháng, 14.4V sạc nhanh. Sạc của con này thì nó có thể sạc 12V và 14.4V được hết. Đó, hai pin như thế này. Thì sản phẩm này nói về độ gọn thì con này rất là gọn. Giá con này là nó là 2.500.000 bao ship luôn. Thôi lỡ là giảm thêm 50 nữa, 2.450.000 thôi ha. 2.450.000 cho con máy Kenyan chuyên về như thế này, nó cầm rất là gọn. Đôi khi mà mấy anh chị thấy là những cái 14.4 kia, cái pin nó bự đó, thì nó vô trong cấp đồ nó không có hợp lý.
nhưng mà con này gọn, chuyên bắn xà gồ, nó là bắn xà gồ rất mạnh. Mấy chị đừng nghĩ là cái pin này nó nhỏ như thế này là nói nó nhỏ, không phải đâu, mà 4.4 là nó giống nhau hết á. Thì cái thằng kia nó làm pin dài thôi, nhưng này nó làm pin gọn hơn để thân máy nó gọn hơn, là nó nhét âm vô ha, còn kia nó gài bên ngoài đó, nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà mấy con này là phải nói là cực kỳ bền nha. Đây là dòng công nghiệp bảo hành chính hãng, không phải là bảo hành chính hãng 6 tháng là nó dở đâu nha, nhưng mà tại vì cái nguyên tắc là bảo hành 6 tháng thôi. 6 tháng không phải là dở, không phải là xa sáng tháo đâu. 2.450.000 cho con máy Kenya, nguyên một thùng 21 sạc, bảo hành chính hãng như thế này. Máy cách gạch đều quá 1.1 tấc mã 862. Bạn cách gạch nãy em sale rồi mà anh Văn Tiến ơi, nãy em sale là 1.3 triệu, còn 1.3 triệu là bàn 8 tấc đó. Anh muốn mua bàn 1 triệu nhưng vẫn có luôn ha, bàn 2 thanh đẩy của gì ta, Nanxin nè. Đó, Nanxin nè, cũng có luôn bàn 1 triệu thôi, 8 tấc. Máy cắt gạch 1 tấc mã 6862 là máy cắt gạch đều quát 1 tấc mốt là con nào ta? Nhưng có một con bà máy cắt gạch của đều quát giá 1.4 triệu. Đó. Thì anh lấy nhân tính cho 1.3 triệu luôn, chơi luôn. Ha. Cắt gạch giống như con cắt gạch này nè, nhưng mà của đều quát. Đó, cắt gạch này nè mà của đều quát tính 1.3 triệu luôn. Còn con hay sao á? 2101 con máy mài nãy 550k thôi. 2101 là 2100, đúng rồi, 550k là con 2101, đúng không? 2102 thì giá nó là rẻ hơn xíu. Máy cắt sóng thủy lực bao nhiêu nhiêu? Máy cắt sóng thủy lực là nếu anh xài Pi16 là giá 4.5 triệu, 4 triệu. Pi16-18 giá là 5 triệu, 4 triệu rưỡi cũng có luôn, mà mấy con đó nó sẽ xấu ha. Nên là mình xài con 5 triệu ok. Rồi, tiếp nữa là con máy thủy lực Pi25. Giá của con thủy lực Pi25, giá nó là thủy lực Pi25 giá 7 triệu ha, 7 triệu. Có con 6.5 triệu, có một con như sale cho mấy anh chị 6.5 triệu. Thủy lực Pi25 có một con màu vàng. Đó. Còn máy mà Pi20 của Nhật là phải 8 triệu ha, 8.5 triệu thì theo đẹp sống. Bàn cắt gạch máy hàng VC1104 nãy nhiên sale rồi mà ta, giá 1.350.000 bao ship đó. Hả? Rồi, chào anh Quang Đại. Tiếp tục ha. Cho xem lại máy bắn code anh. Máy bắn code hả? Đây, lỡ là bỏ ra đi Tùng. Nè, con lại bỏ máy ra đi. Ở đây là con quang ghề. Con quang gài của Kinh Giang, con này thì quá ngon rồi. Nhưng không hiểu sao là mấy anh chị không xài con này, chứ thật sự con quang gài Kinh Giang này rất là ngon, cực kỳ ngon luôn á. Giá con này rất là tốt, 3 chức năng, 800W, bảo hành chính hãng 6 tháng, máy thì rất là nặng, cầm lên. Dây này dài 5m, dây dài quá trời. Tay nắm đầy đủ, ha, tay nắm đầy đủ như thế này. Một cái thùng nó rất là xịn, các chị thấy thùng nó dày, mức độ dày kinh khủng chưa? Đó, thùng nó mà nhưng nó dày còn hơn thằng thùng Boss. Thì mấy anh chị thấy là cái mức độ của con máy này nó làm cao cỡ nào. Đó, dày nè, thùng nhìn mình nhìn cái thùng nó làm dày, cực kỳ dày luôn. Một đống nhựa hơn nè. Tức là nó làm một cái thùng mà mình thấy mình bắt mắt như vậy thì máy thì mình khỏi chê luôn. Cái thùng thôi mà nó đã làm như vậy rồi, con này ba chức năng rồi. Test thử cho mấy anh chị xem luôn. Bấm nhẹ chạy chậm nè, bấm mạnh chạy mạnh nè, xoay ba chức năng, chạy rất là êm. Đảo chiều ở đây ha, đây là đảo chiều. Đó. Đây là cái nút bấm vô chạy luôn. Ba chức năng. Con này 800W. Giá con này hôm nay sale còn lại có 1 triệu, quên, lộn, 2.150.000, 2.150.000. Với mức giá này thì con máy này mấy anh chị xài hàng cũ không bằng đâu, nhưng đảm bảo. Trừ khi mấy anh chị mua những con Boss Đức ha, những con Boss Đức thì mình nói là ok, ngon,
Chứ còn bây giờ mà mua mấy hàng cũ mà ra mình mua 1 triệu mấy cây hàng xấu xấu đó, so với con này thua xa. Nói thật sự nhưng đảm bảo luôn mấy anh chị, nếu mà so vậy so không nổi đâu. So để mà so sánh con này với lại những con hàng cũ Makita đồ mà hàng bèo bèo xíu 1 triệu mấy đó, đảm bảo không so được với con này. Nhưng đảm bảo luôn, nhưng bán hàng cũ chuyên nghiệp luôn á. Nhưng mà giờ nhìn thấy mức độ mà để mấy con sản phẩm như thế này mà mất giá này thì mấy người kia chết hết. Từ từ hàng cũ là coi như là Việt Nam nó sẽ tiến thêm một bước, giống như là châu Âu nước ngoài là coi như là máy mới không xài tới khi mà mình đem dục đó là mình đã lời bao nhiêu lần rồi, nên là lỡ mình sửa một vài lần thôi cũng ok ha. Đó, nên là cái này là mình chơi hàng mới luôn. Đó, nói về rẻ, khoan gài VC này cũng rẻ nữa nè, mức độ rẻ bảo hành chính hãng thì thôi mấy cỡ này là quá ngon rồi. Đây anh nào nãy muốn xem lại cái con bắn tia nè, đây con bắn tia nè rất là đẹp, pin là pin trâu hai pin đó, đây pin là pin chà bá luôn đó. Cái chân của nó vàng cơ nè, dày dặn vô cùng. Cái này nó tâm của nó trên đỉnh đầu này có tâm bọt nước, và ở dưới này nó có tâm bọt nước nữa nè, ra đây nè đó, anh chị thấy chưa, nó tâm bọt nước đây nữa nè, hai tâm bọt nước trên chân và trên đỉnh đầu ha. Đó, nên là những cái máy này mà nói về cái dàn cơ nó cứng chắc như thế này, giá hồi nãy sale như toàn có 1,3 triệu 50 thôi mà được bao ship, mấy anh chị thấy không, mức độ này là mình mấy con máy bắn tia cao cao tiền của mình mỗi chút bộ, tuy là giá cao thì chất lượng nó cao, nhưng mà với mức giá này thì xài công trình hợp lý rồi, dựng cửa gì đó vừa rất là ok đó. Thì mình thấy sản phẩm nào phù hợp thì mình làm thôi, mua thôi. Một một con hai đang hết hàng nha ông cá cảnh, bằng cá gạch Panaro hồi nãy Duyên nói rồi, như sale cho mấy anh chị từ đây tới ngày mai, tất cả hàng hôm nay như sale từ đây cho tới ngày mai, để tại giờ này là có nhiều anh chị không có lên xem á, là bằng các gạch Panaro giá nãy nhưng tính là 2 triệu ha. Còn không có bao ship nha, những cái đồ nặng như không bao ship mấy anh chị nha, bao ship là ối cơm mà. Anh nhắn tin lấy một ban giờ một máy mài VAC chưa thấy trả lời hả anh? À anh nhắn tin đâu ta, sao anh không gọi điện giúp Nhiên luôn, gọi điện là à, hồi nãy Nhiên trả lời anh đó, nhưng mà anh gọi điện đi, chữ số điện thoại đây nè, hoặc như có 4 số đó, nên chị gọi vô đó là ok luôn là xong đó. Rồi anh cơ khí xây dựng nó máy khoan pin bắn ton loại nào tốt? Thật sự nếu mà nói tốt, khoan pin bắn ton anh mua càng mắc tiền nó càng tốt, đều quá Makita. À nếu mà nói Makita, nhưng còn mỗi con Makita mà bữa 4 triệu mà giảm tới 1 triệu mấy anh chị thấy không, một máy một pin một sạc đó, nguyên cái thùng đó đó, thì con đó là 4 triệu giảm 1 triệu còn 3 triệu, như nhiên còn hai con đó. Mấy anh chị mua là mua con đó giá rất rẻ, 4 triệu lần mà giảm hết 1 triệu còn có 3 triệu à, cho con máy khoan Makita khoan pin 18V 3 chức năng ha, khoan khoan sắt bắn vít khoan tường được hết, đầu 13 ly auto lock, một cục pin mấy anh chị mua là 1,3 triệu, cục sạc mua 1,7 triệu 1,8 triệu đó, thấy chưa, là ra hết là ra là hơn 3 triệu rồi, nguyên cái thân máy 3 chức năng cho không. Anh chị thấy mua Makita nó lợi vô cùng. Còn hồi nãy mà anh nào mà mới hỏi nè, mới hỏi con gì mà để mà bắn Sài Gòn á, bắn Sài Gòn sắt đó, mua cái con hồi nãy con này mấy anh chị, trời bao luôn, nhưng bao bắn luôn á, cực kỳ bền luôn, cái con 2,450,000. Chứ còn thật sự là nói mình đẹp, mình so sánh độ tốt hay không á, là mình so sánh giữa thí dụ như 2 triệu với 1 triệu 9, 2 triệu, 2 triệu mốt, so sánh nó xem với nhau thì mình so sánh được. Chứ còn thật sự mình đang so sánh một cái thằng 1 triệu với thằng 2 triệu, không bao giờ thằng 1 triệu đó làm việc được như thằng 2 triệu đó, mình so sánh như vậy nó mới ok. Rồi ở đây nữa là cái con khoan gài con này hôm nay giá tốt cực kỳ, cái con này mã nhiêu ta, con gầy nó là 4101 hả, đây con này VA4101 cái con này 800W, con này là mẫu hoàn toàn của Makita
mẫu máy nó là mẫu Makita trước nhiên review rồi, con này trước là những review giá 1.3 nè đó. Bây giờ ba chức năng nè, mấy anh chị muốn xài vừa rẻ vừa bền mà hàng chính hãng không có cho hàng nhái thì đây anh này hôm nay đi sale 1.150.000 nguyên cái thùng như thế này, tặng 5 cái mũi, 3 cái mũi khoan, 2 cái mũi đục đó, tặng 5 cái mũi như thế này, 3 mũi khoan, 2 mũi đục, 1.150.000 bao ship. Mấy anh chị thấy là đáng mua chưa đó. Có cái cần, có cây sắt nè, nó làm một cái cây này bằng sắt luôn đó, để mình khoan vô tường, đụng tường, ngưng lại luôn, tay nắm đầy đủ. Với giá 1.150.000 thì mấy anh chị thấy là mức độ này, nếu mình cài chuyên nghiệp tối ngày thì mua bớt đứt, đúng không? Mua Makita, mua đồ xịn, nhưng mấy anh đó giá cao tiền xíu thì mình thấy nó phù hợp, mình đầu tư cho công việc của mình. Còn giờ mình xài đó, xài gia đình hay là công trình dân dụng thì chơi mấy anh này. Đồ bây giờ mà bởi vì mấy anh chị thấy là ăn trộm ghê lắm, nên là vừa bỏ ra là nó quất liền đó. Để kính thì nó gình, mà để hở là nó gình liền. Nên là mấy anh chị thấy chưa, mua những sản phẩm như thế này là hợp lý vô cùng. Rồi đó, sơ sẩy là nó xây sở. Rồi hết chưa? Còn mấy đục. Còn mấy đục hả? Thôi con mấy đục này nặng quá. Mấy chị có nhu cầu mấy đục 30 ly không? Rồi, nhưng nói luôn, mấy đục 30 ly là con 3 triệu của hãng VAC đó. Thì nhưng chưa có up lên cho mấy chị xem. Thì review rồi nhưng mà chưa up lên thì chưa up lên thì tính 2 triệu 8 đi hả? Giá 3 triệu đó nhưng mà nhưng tính 2 triệu 8. VAC nó y như là Ken vậy đó. Nó làm cái mẫu nó sản phẩm nó giống như y như Ken luôn, không khác cả. Rồi ở đây là mấy chị hỏi gì nè? 12 tia nữa hả? Rồi lấy 12 tia chơi luôn. Đây chị có nhu cầu máy 12 tia của hãng Highland. Highland là 12 tia là giống như là ngon quá trời luôn á. Ai thấy 12 tia của Highland cũng ngon. Mấy chị thấy không? Mấy chị có để ý một điều là tất cả những nơi khác không? Người ta hết hàng người ta bán tăng giá, mấy chị thấy chưa? Nhưng ở máy xây dựng Hồng Nhiên xây sở được hết á. Cứ đầu năm mà biết mấy anh chị còn đang chưa có công việc làm nhiều đâu. Có nhiều người công trình làm không hết, nhưng mà có nhiều người là công trình nó bị đứng ha, do mình làm dân dụng nên là chưa có được tiền bạc thoải mái lắm để mua hàng. Nên là nhiên luôn luôn sale giá rẻ cho mấy anh chị mua. Một con máy như thế này 12 tia đó, cái con này giá của con này là nhiên tính mấy anh chị cô chú, giá của con này đợt này là nó thay đổi rất là nhiều. Đợt trước cái chân nó lên nó không có vững, đợt này cái chân nó vững nên là nó không có chân dài nha. Con này giá 2.4 triệu đó, thì lần này Nhiên sẽ tính cho mấy anh chị cô chú với mức giá là 2.2 triệu và được bao ship đó, 12 tia như thế này. Đây là remote của nó đây, mình bỏ pin vô mình xài ha. Đây là cảm ứng đó, đầy đủ các tia hết đó, anh chị thấy rồi, tia nét ngon lành cành đào, giá 2.2 triệu, bảo hành 1 năm đó, được bao ship, bao ship trên toàn quốc. Mấy anh chị ở xa mua hàng thì chuyển khoản, hoặc là mình chưa mua hàng dĩ nhiên lần nào thì phải đặt cọc ha, thì chuyển khoản 100% như mấy bao ship cho mấy anh chị cô chú là chưa từng mua hàng tại máy xây dựng Hồng Nhiên ha. Nên là nó có một cái sự công bằng, mua hàng rồi không cần đặt cọc vẫn được bao ship, còn chưa từng mua hàng thì mấy anh chị phải buộc phải đặt cọc. Do là bây giờ Nhiên hay nói đó, bơm tặc nó nhiều nhưng không biết ai ngay ai gian nữa, nên là đôi khi nó gọi điện tới nó đặt hàng, mình đã mình làm mình sale mình không có lời rồi còn bị gặp mấy ông cố nội đó nữa. Thật sự là sống ở đời nó có nhiều điều nó ngộ lắm. Mà mấy anh chị có thấy được một điều không, làm đúng thì cuộc sống nó trọn vẹn, còn mà cứ mà làm tối ngày đi phá người ta hoài cuối cùng không ngóc đầu lên nổi. Bởi vì nói thật sự vậy, qua tiệm ok anh qua cửa hàng Nhiên, Nhiên sẽ giảm cho anh tí xíu những cái mặt hàng nào mà Nhiên bao ship đó. Mấy anh chị là qua cửa hàng Nhiên sẽ có chương trình giảm tí xíu mà ha, hoặc Nhiên tặng cho mấy anh chị cái gì đó. Mấy anh chị nếu mà anh chị mấy anh chị thích ha, có thể là giá trị nó hơn hoặc tương đương đó. Rửa xe đếp tông chỉnh áp khoảng chừng nửa tháng nữa có hàng nha, nửa tháng nữa rửa xe chỉnh áp có hàng 7 hoặc 800
hồi nãy nhiên máy bắn chích 7-800 thì con 750 nè, con mang guitar nè, mang guitar mấy chị có thể xem lại á. À, máy hàng que cũ giá rẻ không anh? Em dùng gia đình thôi, dùng gia đình anh mua một con máy hàng tầm cỡ rồi bỏ hàng đó qua đây sale luôn. Anh mua một con máy hàng tầm cỡ nhiêu tiền ta? Tầm cỡ 1,1 triệu đi anh, đâu cần thiết phải xài xài mấy con cũ cũ đâu. Cũ thì cũng có đó nhưng mà nó hên xui đó, anh chị mua nó cũ là nó hên xui. Hồi nãy anh nào hỏi cái con gì đó, con 7-800 mua con này 750 bắn dít bắn Sài Gòn ok luôn, thì đảm bảo luôn đó, chơi được ngon lành. Cái con này là nãy như sale rồi á, con 12 ti Allen là nó có cái cần gắn trên tường nè ha, hít vô tường cái là dính luôn đó, hít vô xong đó, nó bắt cái này xoay tới xoay lui được hết á. Rồi bỏ con này ra giùm chú con. Magita Trung Quốc đúng rồi anh, Magita Trung Quốc. Cảm ơn anh, chúc anh ngày mới vui vẻ. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi ở đây bây giờ Nhi sẽ sell tiếp cho mấy anh chị nè. Bây giờ Nhi thấy cái gì Nhi sell cái đó cho mấy anh chị mua cho nó dễ. Đây mấy anh chị nào muốn một con tia giá rẻ hơn, con hồi nãy á, con hồi nãy thì giá cao hơn, con này 1,150 triệu đó. Đây 1,150 triệu đó, 1,150 triệu. Con này thì không phải xài pin lớn nhưng mà được cái nó xài pin tiểu được ha, 5 tia xanh đó. Akuya thì mức độ Akuya nó bảo hành thì rất là ok, cái chế độ Akuya nó bảo hành rất là tốt, tâm điện của nó dưới này nó sáng. Nhưng mà đặc biệt á, anh chị thấy là cái con này á, nó có chống da đập ha, nó có cái đầu nhựa ở trên là nó bóp vô vậy nè, nó chống da đập lại nó có ngã nó cũng không sao ha, nó hay chỗ đó. Tuy nó rẻ nhưng mà nó chất lượng nó ổn định và cái dàn cơ rồi, cái chân nó lớn chào bá luôn anh chị thấy chưa đó, nên là dàn cơ nó cũng tương đối là cứng, bảo hành chính hãng. Con này là như nói con này như can thiệp vô cái bảo hành nó được, ví dụ bảo hành 6 tháng nhưng bảo hành cho mấy anh chị 7 tháng được đó, thấy chưa. Tại vì có những hãng nhưng làm việc cái khâu bảo hành nó rất là tốt, nên là bảo hành cho 7 tháng luôn, 6 tháng là sáng tháo nên là không chơi vậy, bảo hành 7 tháng cho con này luôn đó. Thì cái con này á giá 1,450 triệu, hôm nay Nhiên sẽ tính mấy anh chị là 1,50 triệu thôi, giảm 100,000 bao ship luôn. Thì mấy anh chị tới cửa hàng thì sẽ được giảm thêm tí xíu nữa, tí xíu thôi nha, tại vì giống như tiền ship nó rẻ thôi, không mắc lắm đâu đó, nên là mấy anh chị tới cửa hàng lấy từ hôm nay tới ngày mai ok luôn. Mấy anh chị á xem cái like này xong mà có xem lại á thì cho nhớ cho Nhiên xin một like á, tại mấy anh chị like nhiều thì video như nó đề xuất tốt hơn để cho nhiều anh chị khác là xem được những cái like như thế này, giá nó rẻ, mình giống như là mình cũng như là mình làm phước vậy đó. Đó đại khái là mình mua được giá rẻ thì mình giới thiệu cho anh em bạn bè để người ta cùng được mua giá rẻ, thì mình nói chung là phước thì làm phước thì phước báo thôi ha, đó làm ác thì ác báo và làm phước là phước báo thôi. Đó, nên là mình cứ gieo hạt đi, gieo đi rồi sau này mình cũng sẽ nhận ha. Đó, muốn trồng trồng cây lúa thì trước tiên gieo hạt lúa ha, trồng là sẽ có gạo mình ăn nè. Rồi ở đây Nhi sẽ sell cho mấy anh chị cái con này là cái con khoan Makita, sản xuất tại Thái Lan, made in Thái Lan. Con này là 430 W. Cái con này thì giá của con này là Nhi sẽ tính cho mấy anh chị là 850 và được bao ship trên toàn quốc. Đó, Makita đầu kẹp 13 ly bê tông và sắt, tốc độ chậm lẹ và đảo chiều. Đó thì chính hãng của Makita thì được bảo hành 6 tháng và lấy ok rồi đó. Cái này là như không can thiệp được, cái này là của Makita, nó trên toàn cầu rồi, chế độ bảo hành nó nhiêu đó là nhiêu đó. Tại vì mấy anh chị cầm cái phiếu bảo hành của Makita đi tới Đà Nẵng bảo hành cũng được luôn, ở Huế bảo hành được luôn, nên là cứ có phiếu bảo hành Makita là quăng vô trung tâm bảo hành thôi. Và Makita nó trải dài khắp cả đất nước Việt Nam mình ha, Makita boss đều quá thì những cái trung tâm bảo hành của nó mình quăng vô là chơi thôi. Đó. Giá con này là 850,000 và được bao ship mấy anh chị nha. Đó hàng chính hãng như thế này, con này là tem nhập khẩu, nó là made in Thái Lan. Đó thì Nhiên cũng đã từng nói với anh chị rồi,
Mình mua hàng mà nó có những cái tem nhập khẩu như thế này á, là nó sẽ rất là đảm bảo an toàn. Chứ không phải là nhiều người hay nói là Nhật Nhật, nhưng đảm bảo mấy anh chị, thời buổi bây giờ đồ Nhật nó mắc dữ lắm, nó không có rẻ đâu. Có nhiều người nói là một cái con bot, cứ hỏi Nhiên hoài nè, con bot lại cửa hàng Nhiên cũng vậy nữa, nó con bot Nhật có không, bot Nhật ở đâu? Cái máy bot, hãng bot đó là nó là chữ B O, chữ B, chữ O, chữ S, chữ C, chữ H. Cái đó là bot của Đức, nhưng mà hiện tại đang lắp ráp tại Mã Lai và đang lắp ráp tại Trung Quốc ha. Chứ nó không có lắp ráp ở Đức, cũng có nhưng mà bên thị trường bên kia nó mắc, nó đâu có nhập về đây đâu. Đó, bot Đức nó có nhưng mà hàng nội địa về rồi đó. Còn hàng mới ở đây thì do nó mắc quá, cái máy mài nó 3 triệu bạc ai mua cho nổi. Mấy anh chị thấy chưa? Còn cái chữ bot mà con máy màu vàng đó, B O S S đó, chữ B, chữ O, chữ S, chữ S, đó là con bot của Trung Quốc. Con bot đó là con bot là chữ ông chủ đó, giống như cái loa bot đó. Thì cái đó thì làm gì mà có Nhật, Nhật đâu, Nhật Tảo á. Anh chị thấy không? Nhưng mà nhiều người cứ hỏi Nhiên con đó bot Nhật, Nhiên nói rồi. Ai bán như thế nào Nhiên không biết, nhưng mà mấy anh chị xem những cái review của Nhiên đó, trên những cái review Nhiên nói rất là rõ. Nó là hàng Trung Quốc, nó là hàng Trung Quốc hẳn luôn, chứ không có nói là Nhật mà làm ở Trung Quốc. Tại Nhật nó không có cái hãng đó, Nhật nó không có cái hãng bot đó, nên mấy anh chị yên tâm á. Nên Nhiên nói rất là rõ để mấy anh chị cô chú biết, để mình lựa chọn sản phẩm nó cũng phải phù hợp. Máy khoan này là máy gì anh Khánh Quang ơi, anh gọi điện giúp Nhiên á. Thì nãy giờ Nhiên nói là nó có hiệu và có cái đời và có cái giá, thì mấy anh chị chốt con nào là nhân viên Nhiên nó tự biết. Máy hàng VC nhỏ nhất giá bao nhiêu vậy em? Hồi nãy Nhiên tính là 1.350.000 anh nhớ. Máy hàng cũ Nhiên vẫn có đó. Anh Khánh Quang mà nhắn tin đặt hàng cái gì mà không trả lời ta? Có thể là anh nhắn trên Zalo, đôi khi trên Zalo nhân viên Nhiên trả lời chưa hết hoặc nó bị sót. Đôi khi tin nhắn người lạ đó, mình vô mình coi mới có thông tin nè, cái hồi mình đang bận mình thoát ra cái mất tiêu mấy cái tin đó luôn à. Đó nên là đôi khi là nó như vậy đó. Anh gọi điện giúp Nhiên là ok nhất ha, số điện thoại Nhiên. Anh gọi điện tới là hoặc anh nhá máy hoặc anh nhắn tin SMS là ok luôn. Đây nè, cái con máy này cũng là một con máy mấy chị đáng mua nè. Đó. Con máy này nó ra là coi như là hàng nội địa của Nhiên bị đứng hết. Nhưng nói thật, mấy chị thấy gần đây những con máy quang nội địa của Nhiên đó, nó đứng hình luôn. Là do là những con này nó ra mà đang đợt chương trình khuyến mãi nè. Đang đợt nhiều rồi nhưng đi hội nghị mấy anh chị thấy chưa? Là nhưng đi hội nghị mà nó có chương trình sale đó. Thì những con này đang giá rất là tốt. 710W, tức là công nghiệp mà Makita. Mà mấy anh chị thấy là nhưng bán có 1.050.000 thôi. Mà bao ship luôn. Những con cũ bây giờ 900, 800, 950, 850. Sao qua mấy con này? Sao bằng mấy con này mấy anh chị? Cho dù là xuất xứ mắc in sao băng đi, nhưng mà nó đã xài cũ rồi, nó khác. Còn con này nó mới, nó mới hoàn toàn, nó bảo hành 9 hạn 6 tháng. Makita là của Nhật, nhưng mà nó đặt dây chuyền lắp ráp tại Thái Lan, con này hiện tại, hoặc là tại Trung Quốc, nó không sao cả. Nhưng mà tại vì giống như là những cái nước lớn mà, những cái nước mà nó hiện đại quá rồi, nó đâu có để trên nền công nghiệp trên nước nó ô nhiễm sao, nó đẩy qua những nước kém hơn á đó. Đó, như Trung Quốc đó, nên là Trung Quốc lâu lâu bị dịch bệnh tùm lum, ô nhiễm tùm lum, mấy anh chị thấy không? Nên là kệ nó, nó sản xuất đâu cũng được, nhưng mà chất lượng của nó là Makita toàn cầu, chất lượng của nó là Bosch chính hãng toàn cầu hay là đều quá đó, hoặc là những cái hàng mà đơn giản thôi, mấy anh chị thấy hàng thương hiệu đông trang thôi, nó đã chất lượng rất là cao rồi. Chất lượng của nó là phải nói là vượt trội đó. Nên là mình xài giá nó rẻ, nó không có phải thương hiệu quá nhiều. Nên là mình mua những con đó mình xài qua mùa mưa thôi mình đã lấy lời rồi. Nhưng mà bảo hành 6 tháng không phải là 6 tháng nó hư đâu. Đúng không mấy anh chị thấy không? Nên mình mua TV về đâu phải mình hết bảo hành là nó hư đâu. Mình quan trọng là của bền tại người. À, đó bảo hành 6 tháng con này 710W, dòng tua là 3.000 vòng. À, dòng tua 3.200 luôn. Đó, dòng tua từ 0 tới 3.200, bê tông sắt 13, 16 đầu, khoang bê tông lên tới 16mm, giá 1.050.000 ha. Khoang gài 3 chức năng VC so với khoang gài đông chen và hăng bô, loại nào ok hơn? Hăng bô
thua xa so với lại là VAC. VAC lại không bằng của Đông Trang. Đó, VAC thì được cái công suất nó tới 800, Đông Trang thì 720. Nhưng mà Đông Trang là cái đồ thương hiệu của Đông Trang rất là cao, nên mấy anh chị nghĩ là VAC, nhưng đảm bảo mấy anh chị hãng nào nhưng không bán cả, nhưng so về chất lượng VAC không thể nào so với lại Đông Trang, do là hai cái giá khác nhau, mấy anh chị thấy không? Một con máy mài, một con máy khoan, một con máy cắt, nếu cùng công suất VAC sẽ cao hơn một tầm, và Đông Trang cao hơn một bậc và VAC thấp hơn. Nhưng so về nếu hai thằng bằng công suất nhau thì Đông Trang giá sẽ mắc hơn so với lại VAC, tại vì VAC thì đẳng cấp của nó không thể nào đạt được so Đông Trang, tại giá nó rẻ hơn. Đơn giản mấy anh chị thấy Trung Quốc nó cũng rõ ràng lắm nha, mình có 10 đồng nó làm cho sản phẩm 10 đồng, mà mình nó bán cho mình 1 đồng nó làm sản phẩm 1 đồng đó, nó vậy đó. Makita nặng mấy ký? Ồ, con này hả anh? Con này nói chung là Makita đạt tiêu chuẩn hả? Makita là đạt tiêu chuẩn luôn á, Makita là thương hiệu toàn cầu rồi, nên là độ nặng của nó dây đồng 100%. Mấy anh chị đừng có thấy là những sản phẩm mà rẻ rẻ là dây nhôm, không phải. Dây nhôm là đối với mấy ông nội bán hàng mà dạng bán không có thương hiệu á, bán rồi thôi á, bán bỏ đó thì nó khác ha. 2 ký mấy á anh? Đó, tầm 2 ký mốt, cái này nếu mà nó nhấc lên luôn khoảng tầm 2 ký mốt nha, con này khoảng tầm 2 ký mốt đó, 2 ký mốt, và giá này là thấy ok rồi. 1102 hết hàng nha anh. Makita 1 tấc 2, nhưng có một cái con chiều nay có video nào không, mấy anh chị sẽ xem một cái video chiều nay, vào chiều nay, nhưng có một cái video mà hàng nhiên mới về, phải nói là những con khoan gài Đức rất là đẹp, bốt Đức, rồi những con máy mài Makita 1 tấc 2 nè, rồi nói chung rất là nhiều sản phẩm. Chiều nay mấy anh chị sẽ xem cái video chiều nay rất là đã. Kẹt đúng rồi, kẹt nạp kẹt cũng được. Rồi mấy anh chị có câu hỏi nào thì Nhiên sẽ trả lời cho mấy anh chị ha. Anh có bu lông Hitachi điện 110 loại 8 ký? Dạ không có. Nhiên có một cái con máy bu lông lớn 1000 newton xài điện của hãng Makita, là cái con mà mấy anh chị biết trên mạng nó bán là đâu khoảng tầm 17 triệu hay sao đó, tầm đó 17 triệu, thì Nhiên sẽ bán cho mấy anh chị con đó giá là 6,5 triệu. Máy ghim mới in sao băng còn đẹp luôn, ghim 100%. Nếu mấy anh chị có nhu cầu về cái máy bắn bù lông điện lớn 1000 newton đời mới của Nhật, có khoan bàn 1 mét, giá bao nhiêu? Khoan bàn 1 mét thì Nhiên có cái khoan bàn giá nó là 3,7 triệu, 3 bu ly nha, 3 bu ly, hoặc là khoan bàn của Nhật, hãng gì đó, hãng gì quên mất tiêu rồi ta, nhưng mà giá nó là 7 triệu ha, khoan bàn của Nhật, hàng đẹp luôn. Rồi, mấy anh chị không có câu hỏi nào thì mấy hàng điện yếu thì của Rotec là hàng điện yếu nha anh. Đều watt hồi nãy là nhà nó là đều watt là 710 watt, mấy anh chị ơi, đều watt là giá 710 watt đó. Mấy anh chị xài mà ở con Hanbo đó giá nó sẽ rẻ hơn ha, Hanbo là giá 950 ha, máy khoan gài của hãng Hanbo giá 950, máy hàng Rotec. Đây cái con HPC bỏ ra như anh sẽ chú sale luôn cùng HPC kìa. Đó, con máy hàng nè, bây giờ như sale máy hàng cho mấy anh chị cô chú mua ha. Máy hàng HPC nè, rồi đây, đây máy hàng HPC. Nếu mà nói về công nghệ mà mạnh mà rẻ thôi mấy anh chị mua HPC, giá rất là rẻ nhưng mà ngược là bù lại là rất là mạnh luôn. Nói chung là con máy này là tầm trung trung, nhưng mà nó xài 4 ohm công suất ha, xài 4 ohm công suất. Rồi con như thế này HPC, có đồng hồ điện tử, dây thì dây hàng dài 5 mét, cái con này 1,350 triệu, là con này là rất là rẻ bình thường chứ không có bao ship. Nhưng nói trong những con máy hàng mạnh mà rẻ thì đây là sản phẩm mạnh mà rẻ nè, đó giá nó chỉ 1,350 triệu,
mà bình thường là như chẳng bao ship, hôm nay nhưng bao ship giảm thêm cho mấy anh chị 50.000, tức là 1.3 triệu ha, nhưng bao ship cho mấy anh chị cô chú luôn, giá là tốt luôn á. Rồi ok Tùng á, bỏ xuống giùm chú không. Rồi có máy hàng rồ test MK200 thì giá 1.650.000, chỉ tính giá đó thôi, không có giảm được nữa. Giá hôm đó là nhưng đảm bảo giá tại máy xây dựng nhiên là tốt trên thị trường. Coi về con máy rồ test nhưng mà nhiên bao ship cho mấy anh chị con đó luôn đó. Rồi nhá, hầu như là nãy giờ nhiên cũng trả lời anh Nhiên nói lại con máy cắt bàn đi anh. Máy cắt sắt bàn á thì anh xài con T-Max 2300W, lưỡi 3.5 tấc, lưỡi 3.5 đó thì giá nó 1.4 triệu, nhưng mà Nhiên chưa review con đó nên Nhiên tính giá tốt nhất cho mấy anh chị giá 1.100.000 đồng cho con máy của T-Max 355 2300W. Thì cái con đó nhưng không có bao ship nha, do con đó máy cắt sắt nó nặng rồi. Rồi ha, mấy anh chị cô chú thấy là nếu mà mấy anh chị cô chú nào chưa đăng ký kênh của Nhiên nên đăng ký đi. Lâu lâu là Nhiên sẽ sale đột xuất, Nhiên có những chương trình ưu đãi rất là tốt. Giống như hôm nay là Nhiên không có định sale, nhưng mà VAC là nó tặng một bó hoa cho bà xã đó. Tức là Nhiên là làm về VAC rất là tốt, nên là tặng một bó hoa đó, nó có chương trình vậy nên Nhiên đề cập, nhưng nói là thôi làm một cái chương trình ưu đãi đi. Thì để mình chạy một mặt hàng tốt cho mấy anh chị cô chú ở đầu năm, mình mua hàng giá rẻ mình xài ha. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi cái live stream bán hàng trực tuyến hôm nay của máy xây dựng Hồng Nhiên. Thì có nhu cầu mấy anh chị sẽ gọi trực tiếp. Cái buổi live stream hôm nay Nhiên sẽ áp dụng cho tới ngày mai, tức là ngày 8 tháng 3. Đó, hết ngày 8 tháng 3 là chương trình 8 tháng 3 nó cũng hết luôn ha. Đó, nên là mấy anh chị cô chú là mua là đang rất là tốt. Mấy các ACZ đi mùng 10 em alo. Mấy các ACZ nãy Nhiên sale rồi, nãy Nhiên sale rồi anh Cường. Là giá của nó là Nhiên tính là 1.050.000 nhưng bao ship đó. Thì anh thấy được là anh gọi cho nhân viên Nhiên anh chốt ha. Thì mấy anh chị chốt hàng gì cứ gọi cho nhân viên chốt nó dễ hơn. Nhiên đôi khi Nhiên tối ngày đi lưu ông gũi ngoài đường không à, nên mấy anh chị gọi gặp Nhiên nó nói chuyện Nhiên không có nghe được do đang chạy xe rồi đó, nên nó cũng hơi khó. Những cái ca nào khó lắm thì Nhiên sẽ xử lý cho mấy anh chị. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã theo dõi cái live stream hôm nay, và hẹn gặp lại vào một cái video chiều tối hôm nay rất là đặc sắc về những cái con khoan bê tông của Boss hay là Makita hàng mới về, cũng rất là xịn đấy. Nên là hẹn gặp chiều nay mấy anh chị ha, hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Và bây giờ Nhiên xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào các chị cô chú.